Cái gì đẹp về thành hoa hồng. Hoa hồng không anh? Hoa hồng nợ phải nợ mặt. Đó, nó gọi là... Hiểu, hiểu. Sợ chưa nhà mình xài chỗ từ xa mà thế làm gì nó kéo lên nó còn vậy chứ chị Diễm đây anh giống như con tôm giống như cái thằng còn hết đánh nhốt ở trên mà sau đến lúc mà nó chết kim đầy nhựa như we'll be right back.
Wow.